biết người xem đó. Bên này nó có cái bình đâu mà còn bên này nó có cái bình. Mời hai vận động viên vào phần giám khảo. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Ngô Văn Lâm, đơn vị quân đội, thắng ưu thế kỹ thuật 10 điểm. Cái này nó nằm đó. Nó bị đã chơi.